Vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, Messi đã gây sửng sốt cho cả thế giới khi vượt qua Van Dijk để giành giải thưởng cao quý quả bóng vàng Ballon d'Or. Đó là lần thứ 6 anh có được danh hiệu danh giá này và giành được nó khi đã 32 tuổi. Ở vào độ tuổi đó, Ronaldo, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của anh, mới có được 5 quả bóng vàng. Chiến thắng này không thể coi là tranh cãi khi Messi đã thuyết phục được các nhà báo có uy tín ở châu Âu bỏ phiếu cho anh trong cuộc bình chọn này với số điểm chênh lệch là rất ít so với trung vệ người Hà Lan. Giành được nhiều danh hiệu Ballon d'Or hơn Ronaldo, đó là điểm đầu tiên cho thấy thiên tài người Argentina xứng đáng xuất sắc hơn người đồng nghiệp. Tháng 5 năm 2012, Messi lập cú hat-trick trong trận Barcelona gặp Malaga tại La Liga để có bàn thứ 50 tại giải đấu này và là bàn thứ 68 của anh trên mọi đấu trường trong mùa giải đó. Và qua đó, phá luôn kỷ lục ghi 6 bàn thắng trong một mùa giải của huyền thoại người Đức Gerd Müller khi được cho Bayern Munich đã tồn tại 37 năm trước đó. Cũng trong mùa bóng này, Ronaldo ghi được tổng cộng 60 bàn thắng cho Real Madrid. Đó là thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha cho tới thời điểm này. Nhưng đó mới là một phần kỷ lục. Riêng trong năm 2012, Messi ghi được 91 bàn thắng ở mọi cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển Argentina. Đó là kỳ tích mà Ronaldo mãi mãi không thể đạt đến được, ngay cả khi đang ở phong độ đỉnh cao. Và đó là lý do khiến Messi xuất sắc hơn tiền đạo người Bồ Đào Nha. Danh quả bóng vàng World Cup, đó là phần thưởng dành riêng cho những cá nhân chơi hay nhất tại một kỳ vô địch thế giới diễn ra 4 năm một lần. Thất bại của Argentina trước Đức ở trận chung kết mùa hè năm đó không thể phủ nhận được giải đấu hay nhất của Messi cho tới thời điểm hiện tại. Và Ronaldo chưa bao giờ có một kỳ World Cup nào chơi hay như vậy trong sự nghiệp đỉnh cao của anh. Năm đó, Messi đã trở thành đầu tàu để đưa Argentina đi tới trận đấu cuối cùng với những bàn thắng và những đường chuyền quan trọng từ vòng bảng cho tới vòng chung kết. Trong đời mình, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng chưa từng có cơ hội lọt vào đến trận chung kết một kỳ World Cup. Và đó là điều khiến Messi trở nên xuất sắc hơn Ronaldo. Theo con số cập nhật mới nhất, Ronaldo hiện đã ghi được 725 bàn thắng cho các câu lạc bộ và đội tuyển Bồ Đào Nha sau 1.000 lần ra sân, nhiều hơn Messi 28 bàn, người mới chỉ ghi được 697 bàn thắng ở mỗi cấp độ trong 856 trận đấu. Một con số nếu đi vào chi tiết sẽ thấy sự khác biệt lớn giữa hai cầu thủ. Messi đã ít hơn Ronaldo 144 trận và ghi được gần 700 bàn thắng là một kỳ tích, đồng nghĩa với việc tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của anh tốt hơn người đồng nghiệp rất nhiều. Trung bình, một trận Messi ghi được 0,81 bàn, trong khi con số này của Ronaldo là 0,73 bàn một trận. Để có được một bàn thắng, trung bình mỗi trận, Ronaldo cần tới 6,5 cú sút, trong khi Messi chỉ cần 5 cú sút mỗi trận để chọc thủng lưới đối thủ. Sự khác biệt giữa tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng cho thấy Messi chơi hay hơn ở khía cạnh này, và đó là điều không thể tranh cãi qua các con số được phân tích ở trên. Cho đến thời điểm hiện tại của mùa bóng, Messi là một trong số ít cầu thủ vừa là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở La Liga, vừa là chân truyền kiến tạo số 1 ở giải đấu. Và tính từ khi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, Messi đã có 12 mùa bóng vừa là chân truyền, vừa là chân sút số 1 của Barcelona. Kỷ lục cá nhân ở cả khía cạnh ghi bàn và kiến tạo của Messi tại Barcelona là mùa bóng 2011-2012 khi anh ghi được 50 bàn và có 16 đường chuyền thành bàn khác cho các đồng đội. Và tính đến hiện tại, Messi đã có 306 pha kiến tạo so với 252 pha kiến tạo của Ronaldo. Điều đó chứng minh tiền đạo người Argentina xuất sắc hơn đối thủ của mình.